cảnh báo trộm cướp, cướp giật trong đêm. Vào ngày hôm qua thì tôi nhận được một chuyến xe từ bến xe Mỹ Đình sang cái thôn Nhuế, đi qua cầu Thăng Long ở khu vực Đông Anh. Thế thì cái người mà đặt xe này, tôi liên hệ với họ. Đến cổng bến xe Mỹ Đình, đằng sau có khách sạn Ngọc Tú. Tôi nhớ mang máng là như thế. Thì anh này anh không đi, mà anh đặt xe cho người bạn của anh đi. Người bạn của anh này thì mưa không mưa, nắng không nắng, thấy đội trên đầu cái mũ lụp xà lụp sụp và nhảy lên xe tôi. Và tôi hỏi anh là: anh về bên chỗ bên Đông Anh à? Qua cầu Thăng Long à? Cũng không nói gì. Tôi tưởng ông không nghe rõ. Thế tôi lại hỏi lại. Hỏi lại là anh về Đông Anh à? Thế ông lại gật. Còn cái người đặt xe tôi thì anh đưa anh lên xe, anh đi quay ra anh đi luôn. Điều tôi không biết. Thế lên xe thì tôi nghĩ đơn giản là có thể là anh không nói chuyện, anh gật. Thế tôi câu chuyện làm quà, tôi hỏi là: anh có nóng không để em bật điều hòa cho nó mát mát? Không thấy ông nói gì cả. Ông vẫn cứ ngồi lướt điện thoại. Tôi nghĩ trong đầu không hiểu, và không hiểu cái ông này nó kiểu gì đây. Khi mà tôi đi đến đường vành đai ba trên cao mà gần khu vực cầu Thăng Long, Sibucha, tôi lại hỏi lại, tôi lại câu chuyện làm quà. Tại vì tôi thấy trên xe cứ im ắng mà cứ nhắn tin, tôi cũng lo lắng. Mấy sau là câu chuyện làm quà, tôi lại hỏi là: anh ở dưới có nóng không? Không nói gì cả. Tôi lại giả vờ, tôi hỏi là: anh ơi, em về qua Thăng Long mà rẽ khu vực nào nhá, anh thì anh bảo em với nhá. Thực ra trên định vị của tôi ấy, trên ứng dụng ấy, nó có bản đồ chỉ rồi, nhưng tôi cứ giả vờ tôi hỏi thế. Và cũng vẫn không thấy nói gì cả. Thế mới lạ, tôi cảm thấy lo lắng và hơi sợ. Tôi nghĩ rằng hay là ông này có bị ủ mưu cái gì chăng. Thế tôi thì thi thoảng đi thì tôi nhìn gương, tôi đá gương, tôi mắt nhìn gương. Thì tôi thấy mắt ông này ông lại thi thoảng ông lại lườm tôi. Ông lại nhìn, ông lườm trên gương, ông lườm tôi. Tôi cảm thấy sợ lo. Mà thời tiết Hà Nội bây giờ là nắng. Và hôm qua tôi mặc cái áo nó có cổ. Tôi cảm thấy ghê. Tôi nghĩ trong đầu thằng này nó cứ nhìn trộm mình. Tay nhắn cái gì? Hay là nó nhắn tin đồng bọn đến để khử mình chăng? Hay là nó đang ủ mưu cái gì mình chăng? Thế tôi hãi quá thì tôi mặc cái áo có cổ cái này. Thế tôi lại vén cái áo có cổ lên như này. Tôi nghĩ trong đầu để phòng cái chuyện là lỡ đâu nó cứ làm gì mình, nó cứ quả cưa cổ mình thì khi mình kéo cổ lên thì nó vướng cái vải, nó dai. Đấy, tôi cũng sợ tôi đề phòng như thế. Đấy. Thế thì tôi nhìn theo định vị, thế gần về tới nơi thì đi qua Thăng Long khoảng 3-4 cây gì đó. Rẽ phải vào một cái đường bê tông. Đấy là đường thôn Nhuế hay sao tôi không nhớ rõ lắm. Vì tôi ít khi đi qua đây, đi qua đấy thì nhiều, nhưng ít khi vào cái làng đấy. Có cái bờ mương như là thôn Nhuế gì thì thôn Nhuế. Thế đi đến đấy rồi thì tôi hỏi: anh ơi, anh rẽ vào, quay lại, anh ơi rẽ vào nhà chỗ nào thì anh bảo em với. Ông lại quay ra nhìn tôi thế này. Này không nói gì. Tôi chả hiểu cái gì. Tôi lại hỏi: anh ơi, anh nhà anh chỗ nào, anh bảo em với, ở đây em không biết được. Ông lại không nói gì. Tôi bảo không hiểu cái ông này là kiểu gì đây. Thế tôi đi thôi, tôi lại đi theo định vị. Tôi vừa đi theo định vị, mắt tôi nhìn điện thoại và mắt tôi vừa lườm ông này xem ông có làm gì không. Thế là đến định vị rồi thì tôi dừng xe thì ông thì bắt đầu thì ông ngoảnh xuống thì ông mở cửa ông xuống thì tôi xin tiền. Thì tôi cái màn hình điện thoại của tôi thì nó có số tiền trên màn hình điện thoại, tôi chỉ cho ông đưa tiền. Thế đưa tiền thì ông đưa tiền, ông nhìn số tiền đấy, thế ông đưa tiền cho tôi. Thế tôi bảo là: anh đợi em tí em trả lại tiền thừa cho anh. Thế mới sau ông lại nhìn, ông lại gật. Thế mới sau mình bảo là sau đó mình lại chào và mình hỏi là: anh ơi, thì bây giờ em về Hà Nội, em quay đầu lại để em về Hà Nội à? Thì ông vẫn đang ngồi trên xe mà, thì mình đề phòng ông xuống xe thì mình mới yên tâm. Thì ông lại ngạo, ông tròn mắt, ông cứ nhìn mình, xong ông không nói gì. Thế sau ông mở cửa xuống xe, thì ông mới đưa cái màn hình điện thoại cho mình nhìn. Ông ấy nói rằng mình là: anh bị câm bị điếc nên không nghe thấy em nói gì cả, nên là anh không trả lời em được. Ui, lúc đấy tôi mới nhẹ hồn. Thực ra là từ lúc lên xe lúc xuống xe là ông này cũng bị câm bị điếc, cho nên là ông ấy mình có hỏi chuyện, ông không bắt chuyện với ông ấy nhưng mà ông không trả lời vì ông bị câm bị điếc. Đấy, thế tôi cảm thấy nhẹ người. Thì ra là tôi đang nghi ngờ họ, nhưng thực ra họ bị câm bị điếc. Nhưng mà họ câm bị điếc, họ làm thế nào, họ chơi với bạn họ thì tôi biết. Đây tôi mới nhẹ người. Nhưng mà qua câu chuyện này tôi muốn nói với mọi người là đêm hôm hạn chế đi lại thôi. Đêm hôm nó nguy hiểm, sợ. Đấy, lần trước có cái vụ, hôm qua hôm kia có cái vụ đấy, anh tài xế xe bi đấy, anh ấy bị chuyện không vui ở bên Đông Anh, nên tôi hãi cả mày. Nhưng mọi người hạn chế đi đêm nhé. Cái trường của tôi là may quá, anh này vừa câm vừa điếc, chứ không phải là anh ủ mưu cái gì cả. Nên thực ra tôi hiểu nhầm anh ấy. Nhưng mà không sao, nhưng thôi tôi muốn nói mọi người là hạn chế đi đêm, nguy hiểm lắm. Chào mọi người nhé.